Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Video này tôi giới thiệu đến các bạn cái đàn guitar Nhật cũ Yamaha Classic mã model G90A sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Lấy nét thì cũng hơi khó, tôi sẽ phải bật flash lên. Yamaha G90A, công ty Nippon Gaki, Made in Japan, Nhật Bản. Tổng thể cây đàn là nguyên zin, không sửa chữa. Mặt top khá đẹp. Mặt top cây đàn thì tổng thể không có vỡ, không có nứt. Chỉ có một số vẹt mờ mờ do trong quá trình sử dụng. Thì người sử dụng có đánh đàn thì có một số vết vết quạt cũng không có đáng kể. Đây là phần đầu đàn và khóa đàn, logo vẫn còn sáng, chưa mất nét. Khóa đàn, đầu đàn, khóa trơn, nhẹ. Cần đàn khá thẳng đẹp, gần như là thẳng tuyệt đối. Cần đàn gần như là thẳng tuyệt đối. Các chi tiết ghép nối không có bị bung, không có bị hở. Vết keo chắc chắn. Đây là phần lưng và hông. Lưng thì cũng có một số vết chày rồi. Không có nứt vỡ. Tổng thể cây đàn là không bị vỡ, không bị nứt. Chỉ có những vết chày nhẹ trong quá trình sử dụng. Đây phía sau cần đàn. Phía sau cần đàn. Mặt tút cần đàn. Mặt top, hông, lưng, cây đàn này âm rất là trầm ấm và hay. Cầu ngựa đàn vẫn nguyên zin, không có bị bung, không bị dán lại. Tổng thể cái đàn này tôi đánh giá là còn yếu tố kỹ thuật còn nguyên zin. Cần thẳng đẹp, action thấp. Action tôi căn chỉnh ở mức 4. Độ cao khoảng 4 mm so với mặt mặt gỗ. Còn so với mặt phím sắt thì tức là action chỉ khoảng 3 thôi. Rất là thấp. Sau đây thì các bạn sẽ nghe test âm để nghe chất âm của cây đàn.